Nội bộ Chelsea chia rẽ sau cú sốc Tuchel. Đội hình Chelsea đang bị chia rẽ sau cú sốc Thomas Tuchel bị sa thải với rất nhiều cầu thủ đã lên phương tiện truyền thông xã hội để tri ân ông. Nhưng một số vẫn chưa đăng bài về huấn luyện viên người Đức 24 giờ sau khi chia tay. Những cái tên Reece Young, Wesley Fofana và Raheem Sterling là một số cầu thủ Chelsea đầu tiên vinh danh huấn luyện viên Tuchel. Sau khi chủ sở hữu mới tát Boli sa thải, ông chỉ 7 trận trong mùa giải này và 100 ngày trong triều đại của ông từ khi thay thế Roman Abramovich. Chelsea đang đứng thứ 6 tại Premier League và đã có một khởi đầu tồi tệ cho chiến dịch Champions League của họ. Với hậu quả là huấn luyện viên Tuchel bị mất ghế vài giờ sau trận thua 0-1 trước chủ nhà Dinamo Zagreb. Người kế nhiệm Tuchel là nhà cầm quân của Brighton, Graham Potter. Bộ đối thủ môn Kepa Arrizabalaga và Eduard Mendy là những cầu thủ tiếp theo gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Tuchel, người đã dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Champions League 2021. Mendy đã đăng nhiều hình ảnh với huấn luyện viên người Đức trên câu chuyện Instagram của anh với lời chia sẻ cảm ơn vì tất cả mọi thứ, Thomas. Đồng đội thủ môn Kepa cũng đăng trên trang cá nhân của mình cảm ơn vì tất cả những khoảnh khắc bên nhau, tất cả những điều tốt nhất. Các hậu vệ Ben Chilwell, Trevor Chalobah, Cesar Azpilicueta và Kalidou Koulibaly cũng bày tỏ sự tôn trọng với huấn luyện viên Tuchel. Hậu vệ trái Chilwell xúc động, cảm ơn huấn luyện viên về những kỷ niệm tuyệt vời. Cầu thủ trẻ Chalobah, người đã gia nhập đội một Chelsea dưới thời Tuchel, nói cảm ơn huấn luyện viên. Đội trưởng Azpilicueta cũng tham gia, cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Chúc ông mọi điều tốt lành. Koulibaly, bản hợp đồng mùa hè trị giá 34 triệu bảng từ Napoli, nói cảm ơn nhạc trưởng. Mason Mount, Juvinho, Ruben Loftus-Cheek và Mateo Kovacic là những thành viên khác của đội đã xuất hiện trên mạng xã hội bày tỏ tình cảm với thầy cũ. Tuyển thủ Anh mau đăng một bức ảnh với huấn luyện viên Tuchel đang ôm anh, cảm ơn vì tất cả. Tiền vệ người Ý, Juvinho đã chọn một bức ảnh hai người bắt tay với chú thích, cảm ơn vì tất cả. Kovacic cũng đăng ảnh mình được Tuchel ôm với chú thích, thật vui khi được học và làm việc với ông và các nhân viên của ông. Cảm ơn sếp. Loftus-Cheek đã đăng một loạt ảnh về câu chuyện của mình với câu nói, cảm ơn vì tất cả mọi thứ, huấn luyện viên. Chúc ông mọi điều tốt lành. Tiền đạo người Đức Kai Havertz tham gia hơi muộn, nhưng đã đăng một bức ảnh trong cuộc diễu hành của nhà vô địch Champions League với huấn luyện viên Tuchel và ngắn gọn, cảm ơn. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng mối quan hệ của Tuchel với các cầu thủ của mình đã xấu đi. Với một giả thiết nhấn mạnh bởi thực tế là 11 cầu thủ khác trong đội đã im lặng 24 giờ sau khi ông ra đi. Những cầu thủ đó bao gồm các ngôi sao không được ưa chuộng như Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Armando Broza và Conor Gallagher. Khi họ đều phải vật lộn để giành được suất ra sân chính thức hoặc tìm cách thi đấu cho đến nay trong mùa giải, một số bản hợp đồng mùa hè mới của câu lạc bộ cũng đã giữ im lặng. Điều này có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi họ đã thiếu thời gian thi đấu dưới thời cựu chiến lược gia của Borussia Dortmund. Hậu vệ giàu kinh nghiệm Thiago Silva đã không đăng bài, nhưng vợ của anh Isabel Silva đã đăng trên Twitter một cách kỳ lạ, cảm ơn Thomas Tuchel rất nhiều vì nhiều năm hợp tác. Ông là một người khổng lồ, chúc may mắn trong mọi việc ông làm luôn luôn. Thủ môn Marcus Beth, Tinelli, tiền vệ Ngolo Kante và các bản hợp đồng mới Marco Cucurella, Denis Zakaria, Kanichuk Mima và Pierre-Emerick Aubameyang cũng không có bất cứ thông tin nào về sự ra đi của Tuchel. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một số ngôi sao không sử dụng mạng xã hội thường xuyên, bao gồm cả Ziyech và Kante. Trong khi Aubameyang rất vui khi được đoàn tụ với Tuchel khi anh đồng ý chuyển từ Barcelona vào ngày hạn chót chuyển nhượng. Tuchel ra đi sau khi dẫn dắt Chelsea đến với UEFA Champions League, UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup. Ông đến sân Stamford Bridge vào năm 2021 để thay thế Frank Lampard và thành công bằng chức vô địch Champions League sau 6 tháng. Mùa trước, Chelsea đã lọt vào chung kết Carabao Cup và FA Cup chỉ để thua Liverpool trong cả hai lần. Họ cũng đứng thứ 3 tại Premier League.